Nhằm từng bước khắc phục ô nhiễm kênh Kim Sơn và hệ thống Bắc Hưng Hải, sáng nay, Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa trạm bơm dã chiến Xuân Quan nằm trên địa bàn xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào hoạt động. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện một số ban ngành của Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trạm bơm dã chiến Xuân Quan xây dựng từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã hoàn thành. Trạm bơm có 8 máy bơm, lưu lượng thiết kế 16 mét khối trên giây. Chiều dài trạm bơm 26 m, rộng 7,4 m, tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Việc vận hành trạm bơm dã chiến Xuân Quan nhằm bổ sung và pha loãng nguồn nước để giảm thiểu ô nhiễm môi trường kênh Kim Sơn dài khoảng 33 km, hay còn gọi là sông Bắc Hưng Hải. Vận hành thử từ ngày 25 tháng 3 đến nay, nước trên kênh Kim Sơn bước đầu được cải thiện.